few moments later. Bây giờ tất cả mọi người cùng bật mic lên cho cô nha. Ồ, tất cả các bạn đều đang ở trong group để lên tham gia rất là đầy đủ. Hello. Hello. Giỏi quá trời đất ạ, lớp mình sáng nay. Cô phát hiện là lớp mình toàn hot boy không chơi à? Mà sao lại ế ta? Sao nó lá ế quá trời luôn á. Hot boy nhiều thằng ế mà cô. Cô sẽ tạo một cái sự kiện kết nối trái tim ở trên trang Blue Confession. Cô là chủ trì hôn lễ. Có cái kỳ nghỉ Tết khá là dài, coi như là dài nhất lịch sử đi học của tụi em luôn. Cho nên là có thể là hơi lười một tí. Em với các bạn của em là đều là nhắn tin với nhau là trời ơi, tao muốn đi học quá. Tao ở nhà chắc tao chết, tao chịu không nổi. Ở nhà chán quá cô ơi, ăn xong rồi ngủ luôn. À, vậy là đi học chỉ đi vui thôi đúng không? Dạ đâu có đâu cô, kiến thức là chinh hết. Quay là chưa sẽ đi học chăm đúng không? Dạ, em hứa luôn. Nếu mà trường cho nghỉ thêm nữa chắc em quên đường đến trường mất. Em nhớ trường lắm luôn. Có thật không? Có thật là nhớ trường không? Giờ cái lớn nhất là chắc là việc học, cái thứ hai thầy cô. Em thấy trường mình thầy cô giáo viên khá là thân thiện đó cô. Em cũng háo hức muốn là xem giảng viên mới của những cái môn mới của mình như thế nào nữa cô. Tại vì thấy thầy cô rất là vui tính, mà kiểu em cảm giác là thầy cô cực kỳ chuyên nghiệp luôn, có thể đối phó với những cái trường hợp bất ngờ như vậy luôn. Nhớ trường nè, rồi nhớ view trường. Trường mình có nhiều góc sống ảo đẹp lắm. Em nhớ thầy cô với nhớ các cô lao công nữa. Tại vì em hay ngồi học xong là em hay ra ngồi đó ngồi nói chuyện với cô lao công. Em nhớ nhất là cái chú mà bán bánh cuốn sau trường của cô. Cái đó được em với bạn em đặt là biệt danh là ăn hoài cũng hết. Chú cứ bỏ vô ăn nửa không con, ăn nửa không con. Mà ăn riết mà căng cái bụng luôn cô, mà vẫn hỏi là ăn nửa không con. Trên trường nhiều đồ ăn lắm không? Là gì hả? Là đi học chỉ vì đồ ăn thôi hả? Đồ ăn là chân ái. Bạn nhớ nhất cái gì ở trường ạ? Dạ cái xưởng. Xưởng vẽ thực hành hả? Dạ. Em nhớ hóa thất, em nhớ mấy bạn khoa luật. Uống sẽ biết kiến trúc đi nhớ khoa luật. Dạ, tại mấy bạn khoa luật rất là xinh. Giờ em biết là khoa kiến trúc thả tính ghê vậy không? Trời ơi. Em nhớ cơ rớt của em trên trường. Nhớ bạn cùng bàn nữa cô. Dịch corona này thì không một ai muốn hết. Nếu mà đại dịch còn kéo dài thì em nghĩ là học online sẽ là hình thức cố định và hình thức là ok nhất ạ. Bệnh dịch mà đâu có biết trước được đâu. Tại vì giờ trong trường hợp đó thì mình phải cố gắng thích nghi thôi. Mình phải chấp nhận để mà mình học. Chứ còn mà mình nếu mà mình bỏ dở thì kiến thức nó sẽ hỏng mất. Tôi nghĩ là vậy. Nếu mà được thì mình có thể duy trì xen kẽ giữa cái việc học trực tiếp và cái việc học online cô. Thì cũng khá là hay. Tại vì đỡ tốn thời gian các bạn lên trường. Nếu mà trường mình có điều kiện và liên kết được các thầy nước ngoài dạy online thì có thể là bổ sung được nhiều cái kiến thức mới mà có thể là ở Việt Nam mình chưa có. Muốn quay lại trường học chưa? Dạ muốn lắm rồi. Dạ cô muốn ơi. Muốn lắm rồi cô. Rất muốn luôn cô ơi. Dạ. Nhưng mà mày đứa thằng quá. Em thương cô nhiều lắm, thương tất cả thầy cô luôn. Cơ sở 3, cái nhà vệ sinh đẹp lắm. Ôi trời. Ôi cái toilet của trường sạch lắm luôn á. Ừ sạch, ba sạch luôn. Nói chung cơ sở 3 nhìn cũng ok. Cái nhà vệ sinh nhìn ra ngoài được không? Quá ok luôn chứ còn gì nữa. Cực kỳ thích.